Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh Lộc Hương 68. Hôm nay mình xin chia sẻ video quay về cảnh hoa Tết, hoa mừng xuân đón xuân năm Tân Sửu 2021 nha quý vị. Mình xin chia sẻ không khí chuẩn bị hoa Tết của làng quê mình ở Vĩnh Long nghe quý vị. Mời quý vị cùng đồng hành và theo dõi những cảnh hoa nơi đây.
xem video. Nếu thấy hay và bổ ích, nhớ like, share và subscribe kênh Lộc Hương 68 và nhớ đăng ký mở tiếng chuông để nhận thêm nhiều video hay và mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video kế tiếp. Bye bye các bạn.